Hyori ngang ngược, bắt chồng làm điều này khi mình ngoại tình, khiến netizen cười bò. Lee Hyori, Lee Sang-sun là cặp đôi vàng của showbiz Hàn, dù có ngoại hình và xuất thân vô cùng chênh lệch. Từ một cặp đôi bị công chúng phản đối, họ đã chiếm trọn được tình cảm của người hâm mộ nhờ tình yêu chân thành của mình. Dù đã kết hôn đến 8 năm, nhưng Lee Hyori và Lee Sang-sun vẫn ngọt ngào như ngày mới yêu, khiến ai nấy không khỏi ngưỡng mộ. Mới đây, netizen bất ngờ đào lại một tình huống hài hước của Lee Hyori và ông xã trên chương trình You Are My Destiny 2. Lee Hyori cho biết, nếu Lee Sang-sun cảm nắng ai đó hoặc lừa dối cô, Lee Hyori sẽ ly hôn ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Cô khẳng định cảm nắng người khác không phải là lý do để ghét ai đó, nhưng cô không còn muốn sống cùng chồng nữa. Tuy nhiên, ở tình huống ngược lại, nữ hoàng gợi cảm lại muốn chồng chờ đợi mình, không vội ly hôn ngay. Nữ diễn viên cho biết mình là người dễ thích ai đó và cũng nhanh chóng hết yêu, nên Lee Sang-sun phải chờ đợi mình. Trước lý lẽ ngang ngược của vợ, Lee Sang-sun có ngày biểu cảm càng lời khi nói chuyện với nam diễn viên Yoon Sang-hyun. Tình huống này đã khiến netizen cười nghiêng ngả, không ngừng bàn tán. Về cơ bản thì cô ấy nói với tôi rằng, nếu anh lừa dối em, chúng ta sẽ ly hôn. Nhưng nếu cô ấy lừa dối tôi phải chờ đợi cô ấy trở về. Vì vậy, tôi đành chấp thuận là sống tiếp thôi. Thật không thể tin được đúng không? Chia sẻ đầy bất lực của ông xã Lee Hyori khiến dân tình không thể nhịn cười. Dù rào trước với câu chuyện lừa dối và ly hôn, thế nhưng trên thực tế, Lee Sang-sun, Lee Hyori chỉ có nhau. Cặp đôi dính nhau như Sam và thường xuyên có những màn phát cẩu lương, ngọt ngào khiến dân tình phải ghen tị. Lee Hyori và Lee Sang-sun quen nhau qua sự giới thiệu của ca sĩ, nhạc sĩ Jun Jae-hyun. Ban đầu, cả hai không hề hợp nhau và chẳng có điểm chung nào. Lối sống của nữ hoàng sexy và chàng nhạc sĩ nghèo giản dị hoàn toàn khác biệt. Một người có trong tay sự nghiệp thành công rực rỡ, danh tiếng vang xa khắp nơi và khối tài sản đồ sộ, sống cuộc đời đúng nghĩa của một ngôi sao hàng đầu. Trái lại, một người ưa chuộng lối sống giản dị, tiết kiệm, tận hưởng cuộc đời theo cách đơn giản nhất. Cứ tưởng Lee Hyori và Lee Sang-sun sẽ mãi xa cách như vậy, nhưng hai con người tưởng chừng khác biệt nhau hoàn toàn lại tìm thấy điểm chung là tình yêu vô bờ dành cho động vật. Cả hai đều dành sự quan tâm sâu sắc đến vấn đề bảo vệ các loài động vật, chính điều đó đã khiến hai người xích lại gần nhau hơn. Lee Hyori và Lee Sang-sun đã cùng nhau hợp tác để sản xuất một album có chủ đề về động vật. Trong quá trình làm việc với nhau, tình cảm giữa cả hai đã nảy nở theo cách vô cùng tự nhiên. Cô tiên quốc dân và chàng nhạc sĩ giản dị trở thành một cặp đôi chính thức. Những cuộc hẹn hò của Lee Hyori và Lee Sang-sun sau khi chính thức ở bên nhau cũng vô cùng đặc biệt. Chỉ đơn giản là cùng nhau đến các trung tâm bảo tồn động vật để làm tình nguyện, hay cùng sóng bước dắt chó cưng đi dạo. Cặp đôi vàng của làng nhạc đã vun đắp tình yêu theo cách giản dị như vậy. Sau 2 năm hẹn hò, Lee Hyori cùng chàng nhạc sĩ nghèo Lee Sang-sun đi đến hôn nhân, cùng nhau viết nên cái kết hạnh phúc. Sau khi chính thức về chung một nhà, cặp đôi ít xuất hiện trên truyền hình để tập trung vào việc tận hưởng cuộc sống, vun đắp mối quan hệ vợ chồng. Cả hai chuyển đến hòn đảo xinh đẹp Jeju, sống hạnh phúc bên đàn thú cưng đáng yêu. Đến tận bây giờ, sau 8 năm kết hôn, Lee Hyori và Lee Sang-sun vẫn gắn bó bên nhau bền chặt. Tình yêu bình dị, đơn giản, không vướng chút hào nhoáng, thị phi showbiz chính là cái kết hoàn hảo cho màn gặp gỡ tử không hợp mà hợp không tưởng của cả hai. Nhiều người có thể thấy khó hiểu và đặt ra câu hỏi tại sao một ngôi sao hạng A đứng hàng top trong giới giải trí như Lee Hyori lại trao thân gửi phận, quyết gắn bó cả đời với chàng nhạc sĩ không mấy tên tuổi như Lee Sang-sun. Lý do thực sự chắc chắn không chỉ có tình yêu chung với động vật. Tuy Lee Sang-sun không có vẻ ngoài đẹp trai, bóng bẩy như những tài tử, idol nổi tiếng hay khối tài sản khủng như những đại gia, doanh nhân khét tiếng, nhưng anh lại có tất cả những phẩm chất mọi cô gái đều mong muốn ở một người chồng. Anh sở hữu biệt tài khiến Lee Hyori cười mọi lúc mọi nơi, cùng khiếu hài hước đặc biệt, có thể cùng cô nói chuyện tâm tình mọi thứ. Chưa kể, Lee Sang-sun còn là người chồng ấm áp, tận tình, hết lòng vì gia đình. Chỉ cần là điều vợ muốn, Lee Sang-sun sẽ làm mọi thứ cho cô. Tình yêu chân thành, không tính toán, vụ lợi, luôn sẵn sàng hy sinh, Lee Sang-sun dành cho Lee Hyori khiến ai nấy đều cảm động. Giữa chốn showbiz thị phi, đầy rẫy những cuộc tình sớm nở chóng tàn, vội đến rồi vội đi, cuộc hôn nhân bền chặt được xây dựng dựa trên nền tảng tình yêu, sự thấu hiểu và đồng cảm của Lee Hyori, cùng chồng nhạc sĩ thực sự là một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực, là ước mơ của mọi cô gái.